mình là Lim Râu nha. Chào mừng các bạn quay trở lại vlog của mình. Thì vlog hôm nay mình sẽ nói về khẩu phần ăn của Igu. Đó thì các bạn thấy không, con Igu Blue này thì nó đang ăn thức ăn mà Lim cho ăn cho tất cả các loại Igu trong shop của Lim hàng ngày. Em này phải thì khoảng tầm 1 mét rồi, khá là thân thiện. Đó, thì thức ăn hàng ngày đơn giản lắm. Cái này là hôm nay là rau chùm ngay và bí đỏ. Đó, thì bình thường sẽ là bí đỏ với rau muống hoặc là rau muống không. Thì Lim sẽ xay cua. Rau chùm ngay này Lim sẽ ăn khoảng một tuần khoảng 1 đến 2 lần à, tùy theo cái nhu cầu dinh dưỡng mà mình có thể cho nó ăn mà mình đón được. Đó, thì mình cũng nghĩ là cái này do kinh nghiệm thôi. Nghĩa là mình quan sát cái con vật của mình á, mà mình cho ăn cái lượng thức ăn. Thì nói chung là hạn chế ăn một cái thức ăn lặp đi lặp lại quá nhiều. Và đặc biệt là cái rau chùm ngay này nó cung cấp canxi, nhưng mà đồng thời nếu nó dư nhiều thì nó cũng sẽ sản sinh ra cái lượng urat. Do cái con Igu này nó không có cái phụ hết nên sẽ sinh ra urat, mà nếu mà nhiều sẽ bị sạn thận. Thì Igu này rất là dễ nuôi. Cái chỗ về thức ăn là tại vì anh em có thể miễn phí luôn. Nhà anh em nào mà gần bờ ruộng hay là gần gì là phải ru, tại vì nó có thể ăn tất cả các loại rau của người ăn được là nó ăn được. Đó, nên anh em kêu còn không mấy lại như những người sống ở thành phố như Lim đi. Bây giờ một củ bí đỏ rồi là một bó rau muống 3.000 thôi, mình đi mua luôn nha, là nó có thể ăn cả tuần lễ. Đó, anh em thấy không, hải dễ rất là dễ nuôi. Rồi xong mày để một thao nước như vậy cho nó ị vào đây và nó xuống đây nó sẽ tắm rửa để nó giữ ẩm. Còn nếu anh em kỹ nó thì anh em lấy một cái bình xịt á, anh em xịt lên cơ thể của nó. Đó, một ngày một lần thôi. Mà đặc biệt là xịt những lúc mà anh em tắt đèn nè, hoặc là lúc bắt mát, để cho con Igu nó không có bị sốc nhiệt. Đó là ok. Đó mà nè, con này nhìn cặp mắt đỏ của nó gì. Thì một em blue mà để có giá trị nhất á, theo Lim ngoài cái việc body ra, thì cái phần mà giữ được cái sắc tố blue á, thì cái xanh này tuy là nó không phải là xanh dương, nhưng mà trong giới Igu thì nó gọi là blue. Nó là vậy đó nha anh em, chứ không phải là xanh dương gọi là blue đó. Nhưng mà trong giới Igu thì nó sẽ gọi cái này màu này là blue. Thì lên tới size này mà giữ được cái màu này xin lỗi anh em lên tới size này mà giữ được cái màu này thì cũng khá là ok, chứ không phải là dễ gặp cái loại này. Thì con này Lim chỉ thấy nó có khuyết điểm nhất định, đó nghĩa là nó không như mấy cái con Igu kia Lim sưu tầm, là lúc nào Lim cũng thích có cái gai mũi á, tại vì ba cái gai mũi sau này nó càng lớn, ba cái gai mũi nó càng cao thì nó càng đẹp. Còn con này thì nó nhẵn nhụi vậy đó, nhưng mà bù lại thì mặt con này cũng đẹp, mặt đẹp đó, yếm cũng khá là cân đối. Lim không có cái xu hướng là thích yếm khủng, tại vì cái gì mà nó không có cân đối thì nó có khủng đối với Lim nó cũng không có đẹp. Đó, thì mỗi người một quan điểm về nghệ thuật riêng. Nên Lim là Lim thích yếm tròn là được, đó, tròn ok là được. Như đàn ông mình vậy đúng không, vừa thôi, bự quá thì nó cũng kỳ khi mặc đồ, thì cái yếm nó cũng tương tự vậy đó nè. Mùa này cảm ớn quá. Đó, thì con này thì nói chung là được thuần rồi. Thì bé này là một bé của một người bạn Lim chia sẻ lại cho Lim đó, thì nó được thuần rồi nên nó khá là thân thiện để chơi, anh em có thể cho trẻ em chơi được luôn, nhưng mà né cái mùa mà nó động dục ra thôi, còn lại thì ok đó. Anh em thấy không, nó rất là hiền, rất là thân thiện. Ăn rất là dữ, nết ăn một ngày của nó có thể nếu mà một bó rau muống 3.000 mà lặt lá là 1.000 nó quất sạch rồi. Nó có thể ăn như đó. Nhưng mà đừng bao giờ cho ăn một thức ăn không, nó sẽ làm cho cái con này nó không có đầy đủ chất. Thì anh em có thể bổ sung bằng bí đỏ, như Lim mà Lim rất thích bổ sung một bí đỏ. Và thứ hai là Lim sẽ bổ sung cái gói này. Gói này là hơi bị tốt. Lim xài cái gói này rồi và Lim thấy rất là ưng cái gói này nha anh em. Thì cũng như video lý trước Lim nói rồi, Lim muốn nhắc lại thôi. Thì mỗi một cái gói về cái thành phần dinh dưỡng nó sẽ khác nhau. Nhưng anh Nam anh đã tính ở cái cho cái khí hậu ở Việt Nam mình, cái độ nắng của Việt Nam mình, nên là mình xài là rất là thích hợp. Nó không thua gì hàng nhập đâu nha anh em. Đó, một gói về là 100.000.
rồi vi rắc lên bổ sung khi nào mà anh em muốn con yêu mình nó bổ sung nhiều chất đó, trên đây nó có đầy đủ này đó, anh em thấy không? Cần gì xa cái hàng trong nước nó thích hợp và nó tốt như thế này đấy, không không quảng cáo gì đâu nha anh em, không có ăn giọng gì đâu. Thì cái tính mình là mình chơi với ai là mình xài sản phẩm nào là mình thấy hay là mình giới thiệu cho anh em thôi, chứ mình không có mua bán nên cũng chẳng có cần gì phải PR hết. Cái gì mình xài tốt thì mình ok thôi. Nhìn anh thấy rất là thích nha anh em. Sao cái máy nó lại không lấy nước được? Rồi ok. Chơi một con igu á, nó vui cái chỗ là anh em sẽ biết được cái nết của nó. Nó như là một con chó vậy đó. Nó mèo thì nói chung là không phải, mà nó như một con chó vậy đó. Thì chó nó cũng có tính này tính khác, có nhiều con nó tăng động, có nhiều con nó ngoan, nó biết nghe lời mình kêu một tiếng là nó lại liền. Thì igu nó cũng tương tự như vậy. Có những con mà nó rất là dữ, anh em nói chung là nó làm cho người ta sợ nó khi mà bắt nó, gần như là sợ luôn á, vì nó rất là hung hăng. Cũng có nhiều con mà nó sẽ tương tác và thân thiện ngay từ lúc đầu, nghĩa là nó vẫn có một cái gì đó nhút nhát, nó chạy cho khó bắt, nhưng mà khi anh em bắt được nó rồi, chơi với nó chừng một hai lần thôi là bắt đầu nó hiền dịu rồi. Còn có những con khó hơn lắm, những hai cái con riêng mà clip trước mà hướng dẫn là thường vào buổi tối đó, thì những con nó rất là khó gần. Thì sẵn đây Liêm cũng nói chút xíu về cái body của igu cho anh em. Body không tật lỗi thì lỗi một số igu nó có những cái đặc điểm sau đây, đặc điểm chính thôi nha, quan trọng thôi, đó là lỗi đuôi. Lỗi đuôi là thí dụ như là nó bị đứt đuôi nè, đó đứt đuôi là một cái lỗi đuôi rất là nặng. Con igu giá trị nhất là ở cái đuôi nha anh em, đó mà bị đứt rồi là thôi như xong đó. Thì cái việc mà đứt rồi nó bọc lại, nó sẽ là một cái cọng đuôi không có đủ kích thước dài như ban đầu, anh em nhìn anh em biết liền à, và nó sẽ là một màu đen thôi, một màu nâu thôi, chứ nó không có phần nó như thế này. Và cái thứ hai thì vẻ đẹp của con igu tất nhiên là gai rồi đó, gai đều là ok, tại vì cái này Liêm mới tỉa. Cái bộ gai này Liêm mới tỉa, nó dài hơn nhiều, nó dài gần như gấp đôi này á, nhưng mà Liêm tỉa cho nó đều lại đó, và nó sẽ mọc lại và nó sẽ đẹp hơn. Và cái phần thứ ba đó là body. Thì sở thích của anh em, có nhiều anh em thích sọt và có nhiều anh em thích body dài. Thì cái con sọt nó sẽ đẹp ở giai đoạn 1 mét đổ lại đó, thì anh em thấy nó rất là đẹp. À, thậm chí nó lên 1m2 nó vẫn đẹp hơn một con cái body dài. Nhưng mà khi sau khi này trưởng thành mà full rồi đó, anh em nhìn con sọt nó sẽ hơi cục bịch hơn là một cái con có body dài. Thì theo Liêm mà Liêm thích cái con sọt, nhưng mà để mà sưu tầm một cái con mà gọi là khủng hoảng gì sao á, có độ bự độ dài gì sao á, thì mình anh em nên chọn một con dài. Là tại vì Liêm mua bán mà, cái mục đích của Liêm chơi á thì nó cũng là để kinh doanh kiếm tiền, nên những cái con sọt nó sẽ có giá và Liêm sẽ thích sọt hơn đó. Là mình vừa thích theo sở thích của mình, nhưng mà nó phải có về cái vấn đề kinh tế nữa. Còn nếu mà anh em mà thích sưu tầm hàng khủng thì anh em lựa những cái con body dài lên, thì vì sau này nó sẽ khi mà nó full kích thước của nó khoảng tầm 1.8 á, thì nó sẽ nở về ngang ra, và lúc đó những con nó sẽ có một cái chiều dài và trọng lượng khá là khủng khiếp, thì anh em lúc đó nhìn nó sẽ bật rất là ngầu hơn con sọt. Thì còn lại nó sẽ có một số lỗi như là mặt mũi nè, hay là móng tay móng chân bị cục ngón hay này giờ đó, thì cái đó anh em chỉ cần nó bình thường thôi là được rồi. Còn về mặt mũi thì anh em nếu mà đi thi thì mới quan trọng thôi. Còn hai cái lỗi lớn nhất của nó vẫn là lỗi gai và lỗi đuôi. Còn lại thì anh em cái đó là mỗi người một tầm quan sát và mỗi người một cái thích. Liêm thích ba cái gai mũi lắm mà con này không có, nhưng mà tại vì nó quá đẹp nên Liêm lấy về thôi. Anh ăn hết đi rõ cái anh chùm ngay à, anh chưa biết ăn. Chắc có thể là cái con này ở chủ cũ là nó không có được ăn rau chùm ngay. Mình sẽ căn cứ vào cái nết của cái con igu nha anh em. Cái thức ăn của nó thì anh em, thí dụ mà nó không ăn vào thức ăn đó, nhưng mà nó có loại thức ăn nó cần thiết và bổ sung cho nó. Nói những con ham ăn về thức nó dễ, anh em không cho nó ăn thức ăn khác, anh em bắt nó ăn thức ăn đó là từ từ nó cũng sẽ ăn. Thì cái cách mà tốt nhất là tập cho một cái con vật mà nó thích hợp với cái lượng thức ăn mới là cho nó nhìn đói. Khi mà nó đói thì bắt buộc nó cũng phải tự ăn. Thì như cái con này thì Liêm cho ăn là Liêm đồng thời Liêm sẽ mở đèn. Tại vì mới bắt nó về nên không có biết ở bên đó nó mở đèn sao hoặc là nuôi ngoài nắng sao, nên mình phải chia ra làm giờ nắng và giờ mát. Thì mình mở đèn mình tắt nghỉ xíu rồi mình mở lại.
mặt anh là hình cưng à. Lâu đó, anh em thấy em thân, rất là thân thiện. Này nó cũng khá là to nha anh em. Rồi xin chào anh em, chúc anh em có một con bò sát đẹp nha.